Liên quan tới hoạt động phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì đang có hiện tượng người hành nghề y tự ý bỏ vị trí, không làm nhiệm vụ. Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh thường quy, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, cả cơ sở y tế công lập và tư nhân, thực hiện các nội dung, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của luật khám chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động khám chữa bệnh. Cùng với đó, Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề y tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề, gửi về Bộ Y tế để tổng hợp xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm.